Bộ Y tế trưa ngày 8 tháng 6 cho biết trong 6 giờ qua, cả nước có thêm 76 ca mắc COVID-19, bệnh nhân 9028-9103, gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và 75 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 55 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca, Bắc Ninh 4 ca, Lạng Sơn 5 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 1 ca. Trong đó, 74 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Sáng cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã thông tin nước ta ghi nhận thêm 44 ca mắc COVID-19, bệnh nhân 8984-9027, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam và 43 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 22 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 15 ca, Bắc Ninh 6 ca. Trong số này, có 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy, đến trưa nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 9.103 ca mắc COVID-19 với 7.520 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Bộ Y tế công bố 5.950 ca bệnh. Có một số tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình. Số lượng xét nghiệm đã thực hiện từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 1.708.316 mẫu cho 3.540.482 lượt người. Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 3.509 bệnh nhân COVID-19, chiếm 38,5% tổng số người mắc. Trưa ngày 8 tháng 6, Bộ Y tế thông tin về ca COVID-19 tử vong thứ 54 tại Việt Nam. Người này là bệnh nhân 3422, nam giới, 51 tuổi, trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ông có tiền sử viêm gan nhiễm độc, theo dõi do thuốc nam, xơ gan, đã điều trị nhiều đợt. Bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính vào ngày 9 tháng 5. Trong quá trình điều trị, sức khỏe ông diễn tiến nặng dần, suy hô hấp tiến triển, được đặt ống nội khí quản, thở máy vào ngày 26 tháng 5. Bác sĩ nhận định người bệnh sốc nhiễm khuẩn trên nền xơ gan mức bù Child PLC, biến chứng hôn mê gan, viêm phổi do SARS-CoV-2. Dù được điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đáp ứng rất kém. Đến sáng 7 tháng 6, đột ngột xuất hiện chảy máu qua sonar dạ dày, mũi, miệng, số lượng nhiều, khó cầm, rồi rơi vào tình trạng sốc mất máu. Bệnh nhân tử vong cùng ngày 7 tháng 6, chẩn đoán tử vong là sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa trên nền sốc nhiễm trùng, xơ gan mức bù, hôn mê gan, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2.